Plébe là một trong những ngôi làng còn lưu giữ những nét đặc trưng riêng về kiến trúc của người Gia Rai, nằm gần lòng hồ thủy điện Gia Ly, cùng với những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống, tạo nên điểm nhấn về du lịch của xã Gia Chim. Do thuận lợi về điều kiện tự nhiên đã mang lại cho Plébe tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Plébe xã Gia Chim là một trong những ngôi làng còn lưu giữ những nét đặc trưng riêng về kiến trúc của người Gia Rai, nằm gần lòng hồ thủy điện Gia Ly. Tại đây vẫn còn lưu giữ hơn 40 ngôi nhà sàn truyền thống. Có thể nói đây là cộng đồng sở hữu nhiều nhà sàn đẹp nhất của người dân tộc Gia Rai. Cao tuổi mà ông già già đó, vô phải chỉ cho ở chỗ này dựng lên nhà nó mát. Chắc nhất là có về đoàn tay, đoàn dòng đó. Đoàn dòng về rồi tiếp tục là đoàn tay thứ nhất rồi tới trình. Mà dư phụ được cái nhà này nó mới chắc. Từ hồi ông bà cha mẹ ông cố, trước ông cố, ông nội, ông ngoại mình đó. Nó là tác dụng vì cái nhà sàn, tại vì nó quét giòn rồi thì nó dễ. Một, làm ngày đúng là cái ngày mình ăn mừng này, hay là cung giang cái gì đó, bà con đền tới để đổ nước, đổ gì đó, chạy, nó, để chạy xuống, giọt xuống vì duy rầm, thì nó đổ hồi, nó đổ giờ đó. Là một trong những làng cổ trên địa bàn xã Gia Chim, Plébe có cảnh quan thiên nhiên đẹp, là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân tộc Gia Rai. Trên địa bàn còn có hệ thống sông suối chảy qua như sông Đắp La, lòng hồ thủy điện Gia Ly, gắn với địa hình đồi núi, rừng cây và diện tích canh tác nương rẫy, tạo ra cảnh quan thiên nhiên hài hòa, hội tụ đủ các yếu tố chung của vùng đất Tây Nguyên. Cộng đồng dân cư còn duy trì được nếp sống sinh hoạt cộng đồng, người dân thân thiện, mến khách là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch cộng đồng kết hợp du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng. Trên cái bến du lịch thì hiện nay cần đầu tư, thứ nhất là cơ sở hạ tầng, là cái đường xung quanh cái lòng hồ đó là một cái con đường nó cũng tương đối dài. Ngoài cái cơ sở hạ tầng thì còn tôn tạo về cảnh quan thiên nhiên, ví dụ như trồng một số loại cây bán ngập, hay là đưa vào một số cái loại cây mà nó thích ứng với cái địa chất ở cái vùng lòng hồ này. Hiện nay thì có một cái số loại cây nó tự nhiên, thiên nhiên tự nhiên nó mọc lên thì rất là đẹp, ví dụ như cây le ấy. Cái le mà dạng le trúc ấy, là nó mọc thành khóm rất là đẹp. Thì cái nó có những cái thì mình cần tôn tạo thêm, có những cái thì mình cần trồng xen thêm để tạo nên cái cảnh quan thiên nhiên đa dạng và phong phú. Khu tượng nhà Mồ mang đậm dấu ấn của lễ hội Pơ Thi, lễ hội Bỏ Mà, văn hóa truyền thống của dân tộc Gia Rai. Để giải phóng cho con người sống khỏi mọi ràng buộc với người chết, người Gia Rai sau khi tiễn đưa linh hồn người thân đã khuất về thế giới bên kia đều có những nghi thức giải phóng mình. Nghi thức đó gọi là lễ Pơ Thi hay còn gọi lễ Bỏ Mà, một trong những nghi lễ lớn nhất của người Gia Rai. Người Gia Rai quan niệm một người trong làng khi qua đời sẽ được chôn trong ngôi mộ tạm. Hàng ngày người thân trong gia đình đến cho người chết ăn uống qua chiếc ống cắm sâu xuống mộ. Cái ý nghĩa của nó là khi mà rất là người còn sống đó phức tạp, chiều sang trơ phải vô đưa cho con mù mã đó là khó khăn rồi. Thứ hai nữa là để lâu năm quá, bây giờ là phải theo lịch sử, coi như là hồi xưa, hồi trước ông cô ông nội, trước người ông cô mình đó, phải bỏ ma, tức là mình vào hăng cho là nó đã chết mất đi 20 mấy năm, 30 mấy năm rồi, bây giờ mình bỏ ma đập trâu, nếu người ai có trâu thì có đập trâu, người có bò thì đập bò, có heo thì đập heo, không phải là ai ép buộc ai, cái đó là tùy nhà đình mà khả năng thôi. Mà đập xong đó là mình tổ chức làm lễ
bỏ mã tức là làm cung cho mã, đầy đủ hết các đời sống cuộc sống của mình thì nhiều nọ hồi sơ vì ăn uống chung gì mình cũng phải làm theo cho nó hết. Rồi xong đó là 3 ngày cúng, rồi xong hết 3 ngày đó, khỏi đành chiên, khỏi đành trồng nữa, khỏi nhai múa nữa, rồi coi như là dọn dẹp là làm cho rào xung quanh mái nhà cái gì làm cho đàng hoàng rồi thôi. Cái mà người chết cả và mình sống, để giờ mình bỏ ma đó là thi xong hoàn thành rồi của mình. Của mình còn xong đó, mình làm ăn cũng tội do, làm ăn cũng phức tạp gì nữa. Ngoài ra người Gia Rai còn có lễ cúng mừng được mùa, lễ tạ ơn, ngày truyền thống còn lưu giữ như dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu ghe, tạc tượng nhà mồ. Đội cổng chiêng múa xoang hoạt động hiệu quả và duy trì thường xuyên tại cộng đồng. Đây được xem là lợi thế rất lớn trong lộ trình xây dựng phát triển du lịch trong tương lai. Xác định thế mạnh du lịch nơi đây là trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa lễ hội truyền thống, thời gian đến, thành phố tập trung cải tạo lại cảnh quan, không gian trải nghiệm tại khu nhà mồ, phục dựng lại nguyên bản đầy đủ lễ hội, lễ bỏ mả người Gia Rai, khu nhà mồ đã được duy trì tại làng để xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội, kết hợp bảo tồn văn hóa cộng đồng và thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm văn hóa. Xã đang vận động các cái hộ gia đình đầu tư làm homestay, đầu tư lại các kêu gọi nhà nước đầu tư các cơ sở hạ tầng và gìn giữ những cái nét văn hóa truyền thống vốn có của Gia Rai, của người Gia Rai tại đây. Ví dụ như là các cái nhà sàn mà được xây dựng trên 40 năm là còn lưu giữ những cái nét truyền thống. Ví dụ như là nghề đan lát, ví dụ như là nghề dệt thổ cẩm, ví dụ như các cái ngành nghề truyền thống khác mà được bà con hiện nay còn lưu giữ ở trong nhân dân. Thì xã muốn định hướng và phát triển thêm là làng du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái lòng hồ, gắn với du lịch tâm linh và trên cơ sở cái sự phát triển và quy hoạch phát triển thành cái vùng nông nghiệp công nghệ cao thì sẽ xây dựng và phát triển thêm cái du lịch sinh thái nhà vườn đối với một số vườn cây ăn trái mà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có thể xây dựng những cái mô hình tham quan du lịch để giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Với lợi thế về tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, vốn văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc, người dân thân thiện, gần gũi, mến khách, cùng với mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa người dân địa phương với các doanh nghiệp, tổ chức du lịch và các cấp chính quyền sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Play Vẽ, xã Gia Chim, thành phố Kon Tum.